Để các bạn chờ lâu nữa, mọi người đã nhìn thấy chàng trai của ngày hôm nay đã ngồi từ nãy giờ chờ đợi Cát Tường và đang rất là hồi hộp rồi. Chắc chắn hồi hộp lắm phải không em? Dạ, em rất là hồi hộp, mong chờ gặp bạn gái. 30 giây nữa thôi, bạn gái của em sẽ xuất hiện. Đợi chị Tường một chút xíu nha. Dạ. Rất là ê, chưa kịp nói. Rồi, ngồi vào ghế nè. Cô gái chắc cũng rất hồi hộp khi đứng chờ lâu bởi vì tay cô ấy cũng rất lạnh. Bây giờ thì hai bạn đã ngồi trong vị trí của mình rồi. Các bạn có được quyền là mở mặt nạ ra. Rồi, chị Tường chào hai bạn. Dạ, em chào chị Cát Tường và mọi người. Dạ, em tên là Đỗ Xuân Vũ ạ. Lúc trước em có biệt hiệu là Vũ Râu ạ. Vũ Râu, có thấy râu gì đâu. Dạ, ba lên chương trình em mới cạo á chị. Ủa, nó để râu dài lắm hả? Hơi dài xíu. Dạ. Tại một năm trước à? Dạ không à, lúc trước bạn bè hay nói đỡ râu cho nó ngầu à. Dạ bắt trước à. Thôi ông ơi, cạo sạch sẽ vậy đẹp trai nè, đừng có để râu. Tôi cũng không thích để râu đâu nha. Yeah. Phụ nữ như chị đâu có thấy ai thích để râu đúng không em? Dạ. Không biết sao đàn ông cứ khoái để râu để chứng tỏ mình là đàn ông. Vũ quê ở đâu và hiện tại đang làm việc ở đâu? Quê em ở Phú Yên ạ. Hiện tại em là nhân viên kinh doanh bất động sản ở Bình Tân ạ. Rồi mời bạn gái. Dạ, em chào chị Cát Tường và chào mọi người. Em tên Thanh, sinh năm 90. Hiện tại thì em đang làm công việc là nhân viên logistics, phụ trách về mảng xuất nhập khẩu. Quê mình ở đâu? Dạ, em ở Tây Ninh ạ. Hiện tại thì em làm ở quận 2. Chắc chưa ra Phú Yên đúng không? Dạ chưa ạ. Biết Phú Yên nằm ở đoạn nào, có đặc sản gì ngoài đó không? Hình như là có gần Đá Dĩa phải không chị? Phải không em? Dạ đúng rồi. Phú Yên có mắt cá người với lại cái gì? Mắt cá người á chị. Mắt cá người. Đúng, dạ. Mắt cá người. Dạ. Ủa sao chị chưa có nghe cái món đó vậy? Dạ. Mắt cá ngừ hay mắt cá người? Mắt cá ngừ. Ngừ đại dương á chị. Trời ơi, cá ngừ. Trời, nói nghe tự nhiên thèm quá. Được rồi, bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về bản thân đi. Điểm mạnh, điểm yếu của Vũ là cái gì? Biết nấu ăn, có thể chơi được tất cả các môn thể thao. Dạ. Tất cả các môn thể thao. Dạ. Ví dụ vài môn nào mà em chơi giỏi nhất em kể coi. Dạ, đá bóng, cầu lông với lại đặc biệt là chơi bóng bàn chị. Đá bóng, cầu lông, bóng bàn, banh đũa. Dạ, không có banh đũa. Không có banh đũa. Dạ. Còn gì nữa không? Điểm yếu của em là hay bị lạc đường với lại ngủ á chị Cát Tường, là hay ngủ gáy với lại đang ngủ mà nửa đêm bật dậy hát á chị. Hả? Dạ. Rồi ví dụ vậy em đang ngủ em bật dậy em hát như là đang mộng du, chị tưởng nghe thử coi. Ngủ nhắm mắt ngủ nè. Rồi ngáy nè. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Dạ. Mà nằm hát hay là ngồi dậy nhảy? Dạ, nhót là bật dậy đứng dậy sừng nhảy hát. Nhảy nhót hát luôn? Không à, cứ hay bật dậy á, ngửa người lên là hát thôi à. Trời đất ơi. Dạ. Em có cái tật đó, đang cố gắng khắc phục. Cố gắng sao được, em ngủ em đâu có biết gì đâu mà khắc phục. Ghê không em? Vì tối chị? Tối em sợ em đang ngủ với mình thì nửa đêm em ngồi dậy hát. Em sợ gì? Những con vật nằm có nhiều chân là em sợ à. Ví dụ con gì? Con rết cả vậy, con chiếu, đặc biệt là con rắn à. Rắn đâu có chân. Sẽ đến đỉnh cao của nhiều chân là không chân cái gì. À, cha của nhiều chân là không chân, cũng hay. Còn em? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, lạc quan. Khi mà có chuyện buồn gì thì em hay tự xách xe chạy vòng vòng, hết buồn thì thôi. À, đó là điểm mạnh hay điểm yếu? Em nghĩ là điểm mạnh. Vậy còn điểm yếu? Em hơi chậm ạ. Ở nhà, dưới nhà thì em là người ăn chậm nhất, ăn xong toàn em tự dọn. Ta ăn, ta đứng dậy, ta đi làm hết trơn, ta ngủ giấc rồi em vẫn còn ngồi ăn hết đúng không? Trời ơi rồi. Tình trường của em thì sao? Dạ, em có một mối tình khoảng 2 năm mấy. Lý do tại sao chia tay em? Gia đình bạn trai chê em nhỏ người, sợ không sinh con được. Trời ơi, nhỏ người, sinh con chứ nhỏ người mà nhiều khi sinh con bự thì có. Đúng không? Cái đó không đúng đâu. Em cao mét bao nhiêu? Dạ, 1m50. 1m50 gì đâu có gì đâu, nhỏ người. Chị thấy em rất là dễ thương, vừa vặn cân xứng, tự tin lên. Dạ. Còn em? Dạ, là em trải qua 2 mối tình. Dạ. Mối tình thứ nhất là lúc em còn học ạ. Mối tình thứ hai là chắc 2 năm. Lý do sao chia tay? Dạ, gia đình bạn gái thì có xảy ra mâu thuẫn là không cho quen nữa. Mâu thuẫn sao? Em làm gì mà em xảy ra mâu thuẫn với gia đình bạn gái? Dạ là lúc mà nhà bạn gái có chuyện buồn á, là bên nhà bên em thì nói như vậy thì đỡ, khi đỡ năm sau đỡ tính tiếp á. Cái là
bên nhà gái không chịu, cả là không cho quen nữa. À, tại vì cái tập tục á. Ba mẹ là tôi cũng thương con cái hết, ta cũng sợ ngãn cái duyên con, đôi lúc có chuyện buồn nhưng người ta cũng sẽ sắp xếp để mà thiếu gì cái cách để mà người ta vẫn có thể là gả con người ta được. Thôi rút kinh nghiệm đó, chuyện người lớn thôi ha. Em mong muốn tìm người bạn trai như thế nào? Vui vẻ, ga lăng, chân thành và coi trọng gia đình. Về ngoại hình? Em không thích người hói và bụng bự. Hói, bụng bự. Còn em nhỏ gì? Hơi tròn tròn nha. Còn gì? Điều gì em không thích ở người bạn trai? Lăng nhăng ạ. Em có lăng nhăng không? Không. Chứ không lẽ em nói có. Hồi nãy em nói là em sinh năm 90 đúng không? Dạ. Thế em sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 93. 93. Bạn trai nhỏ hơn mình 3 tuổi, em có thấy có vấn đề gì không? Dạ em không vấn đề gì. Trẻ nhưng mà có chín chắn hay không? Dạ đúng. Có che chở được mình hay không, đó mới là quan trọng. Chứ tuổi tác thì không quan trọng. Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? À, là người phụ nữ truyền thống chị, không thích làm biến. Tại vì em siêu lắm chị. Em xin là em có thể làm được những việc gì trong nhà? Khi làm về lại lúc này mình phải tắm rửa giặt đồ xong trong là đầu tiên, là xong nó đi nấu cơm ăn. Công việc có bận cơm máy em phải làm mấy đó trước. Nhưng mà vấn đề là sau này có hỗ trợ cho vợ không? Nhiều khi mình làm cho mình thôi, nhưng mình có làm cho vợ không? Dạ có. Chắc à. Bây giờ hai bạn có hình không? Có hình mình cho đối phương xem để người ta có thể phỏng đoán xem mình là như thế nào. Rồi. Dạ. Đây là tấm hình nhỏ của em ạ. Dạ. Chị dạ. Cách trước là đoán thương. Đoán đi. Em hãy cho anh chàng này ba cái gợi ý để đón mình. Dễ thương. Dễ thương. Nụ cười đẹp. Nụ cười đẹp. Tóc dài. Tóc dài. Còn em, thôi thôi cái hình đó em khỏi gợi ý. Trời ơi, đưa cái hình gì kỳ cục quá à. Nè, đưa hình này được nè. Cho cô ấy ba cái gợi ý về mình đi. Hình này coi cho vui thôi, hình vui đoán nè. Anh ấy là... là thằng nhỏ. Dạ, dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Là cái thằng nhỏ đó, là anh đó. Rồi đó, em nhìn đi, từ thằng nhỏ nó ra tới thằng lớn. Nè. Đoán được chưa? Dạ. Đâu? Đoán đây à. Em đoán đâu? À, các bạn đã có một cái chút cảm giác về nhau rồi. Nhưng bây giờ để chứng minh xem, để xác nhận lại xem cái sự suy đoán của mình có đúng hay không, chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về trái tim. Các Tường sẽ mở cửa trái tim cho các bạn. 1 2 3. Hãy xem sự suy đoán của mình là đúng hay sai. Rồi tặng đi rồi bị phạt. Dạ anh cảm ơn quá thầy. Cảm ơn. Rồi về chỗ đi. Chưa có được tiếp cận gần như vậy đâu. Em thấy em đoán đúng hay sai? Dạ sai ạ. Sai rồi phải không? Phạt gì đây em? Bún lỗ tai ảnh nha. Bún lỗ mũi. Hát một bài đi. À hát một bài. Cái tội sai. Cổ đã đoán đúng em rồi đó. Đây đoán cái trúng bóc. Còn em đoán trật rồi. Phạt hát một bài. À, xin gửi tặng bạn nữ bài hát Tình Đồng Phương. Hát bài hát cái tựa thấy không hên rồi. Xin mời. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý, tiếng yêu đương sao không thành câu. Nhiều lần trông nhìn em thật lâu. Dạ hay đúng. Ủa sao Mộng Du hay hát lắm mà bây giờ thức hát không được. Thấy bạn gái ngại. Thôi mệt quá, nghỉ đi. Anh tặng cho em cuốn sách gì vậy? Dạ chỉ cần yêu thôi là đủ. Có ý nghĩa gì không em? Dạ chỉ cần cổ yêu em thôi mọi thứ lo hết được. Phải không? Từ việc nhà tới việc gia đình, việc kinh tế. Bậy à, bậy à. Ở đây có nhiều máy quay phim lắm nha. Thiệt không? Dạ. Chỉ cần yêu em thôi, tất cả việc nhà, việc đồ em lo hết. Dạ. Em tin nửa thôi. Dạ. Đừng có tin hết. Em biết chị. Ok. Thôi bây giờ á, bạn Nam đang run rồi. Chắc có lẽ cũng đang đói bụng và hồi hộp. Bây giờ là Tường sẽ mời các bạn thưởng thức một món ăn rất là ngon. Và chúng ta sẽ có thời gian tâm sự với nhau để cho nó thoải mái hơn, gần gũi hơn để bớt run nha. Dạ. Xin mời. Trước mặt hai bạn là một món ăn rất là ngon. Đây là món mì trứng ramen của nhà hàng Aori Ramen. À, món ăn được làm mới mỗi ngày và được các vị đầu bếp trực tiếp cán bằng tay, cho nên sợi mì rất là dai và có độ cân bằng trên mỗi tô mì ramen. Và đặc biệt nữa là nước dùng có màu vàng đục với một cái vị rất là béo ngậy từ những chất dinh dưỡng trong xương. Xin mời hai bạn cùng thưởng thức món ăn đặc biệt này. Thơm quá, tôi cũng đi ra kiếm tô mì ăn đây. Trò chuyện với nhau nha, thật là tự nhiên thoải mái nha hai bạn. Mình cỡ lên núi Ba Đen một lần. Đi xe máy. À, tại vì đi hay
À, lúc trước còn hay đi phượt á. Hay đi phượt lắm hả? Ừ. À, Tết vừa rồi nè, mình có đi 800 cây số, đi một mình nè, đi trên đèo á. Đi đâu á? Trải nghiệm mấy con đèo ở Đắk Lắk, Nha Trang. À, tự đi một mình. Đúng. Tự đi một mình. Thích nhỉ? Ủa, bạn có hay đi phượt không? Có đi du lịch thôi chứ chưa đi phượt, chưa đi bằng xe máy bao giờ. Bạn ra Phú Yên lần nào chưa, sao biết là để gì ở ta? Có bạn ngoài đó, bạn hay rủ ra đó nhưng mà chưa đi bao giờ. Bạn ở Phú Yên mà. Bạn ở Tuy Hòa. À, mình cũng ở Tuy Hòa đây. Bề tát số 1, Tuy Hòa. Bạn ăn được mì cay không? Ăn cay dở. Ăn mặn hay ăn ngọt? À, không mặn lắm, cũng không ngọt lắm. Tại vì ba mình có làm đầu bếp, mình cũng biết nấu ăn. Thì cũng biết vị, nếu là như bạn thì nói vị cay thì mình biết mình nấu cái vị cay hay vị mặn á, biết. Rồi, xin chào hai bạn. Sao, ăn thử cái món mì thấy cái hương vị như thế nào? Dạ, rất là ngon. Ngon, dạ. Trời ơi, thơm ha, thơm thiệt là thơm luôn. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi vui vui một chút xíu. Cho nó đỡ rung, cho nó thoải mái, cho nó thân thiết hơn, được không? Dạ. Ok, dạ. Mời em. Nụ hôn đầu của anh em là năm bao nhiêu tuổi và ở đâu? Câu hỏi khó. Có gì đâu khó, trả lời thiệt đi chứ khó gì. Nụ hôn đầu ở năm 23 tuổi. 23 tuổi mới có nụ hôn đầu? 23 tuổi. Hôm đó là 14 tháng 2. Hôn ở đâu? Trong rạp chiếu phim. Mốt đi coi phim bạn này cẩn thận nha. Dạ. Trong rạp chiếu phim đó, là đè ra hôn đó. Cũng được, thành thật mà em. Em suy nghĩ sao về tình một đêm, có sẵn sàng thử không? Có thể em là người phụ nữ truyền thống cho nên là em không có cổ xí lắm cái chuyện đó. Phải có quá trình chứ, đâu có thể nào mà tình một đêm được, đúng không? Dạ. À, bây giờ là cái giờ phút rất là quan trọng. Hai bạn mỗi người sẽ có thêm một ít thời gian ngắn nữa để nói lên cái cảm xúc của mình. Còn điều gì nãy giờ mình chưa kịp chia sẻ thì bây giờ chị Tường cho mỗi bạn thêm một cơ hội nữa ha. Em gái, em có muốn nói gì với chàng trai này nữa không? Em thấy bạn em cũng là người rất vui vẻ, rất hoạt bát. Em cũng không biết là bạn có quan trọng về vấn đề tuổi tác của bạn gái hay không. Và về sự nghiệp mà nhân viên kinh doanh đó, thì nó có ổn định hay không, hay là nó bấp bênh là khi có khi không. Em muốn nói gì với cổ nữa không? Em thấy cô gái bên kia thì rất là dễ thương mà. Nó lớn lên, thì mạnh mẽ lên, tôi không thích đàn ông mà rí rí ở trong miệng. Mình thấy bạn bên kia rất là dễ thương và hiền. Với những cái thắc mắc của cổ, em có lời giải đáp cho cổ không? Nhân viên kinh doanh á, thì nó bạn hiểu là nó cái lương á thì vẫn có lương đủ sống, nhưng mà khi mà mình kinh doanh được á thì rất là hơn nhiều người khác. Ví dụ có nghĩa có cái lương cố định, khi mà bán được nữa thì sẽ có rủng rỉnh hơn, còn ít thì vẫn có cái lương cố định để đủ sống, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi gì nữa? Về tuổi tác thì mình không có quan tâm cái chuyện đó. Trong lòng em cảm thấy như thế nào về đối phương? Thấy rất hợp. Có cái chút gì đó nó thích. Cái ánh mắt đầu tiên. Hy vọng sau chương trình này những nơi bạn muốn đi mình sẽ dẫn bạn đi xem. Nói gì vậy? Cắm điện thoại làm gì vậy? Dạ. Cho bạn xem những con đường mình mới đi 2-3 ngày này. Cho bạn nó xem cái này để làm gì? Cảnh đẹp à? Yeah. Chi? Nó lên mạng ta coi cũng được vậy, tự nhiên coi điện thoại em cảnh đẹp của Chi có cái gì ý nghĩa đặc biệt gì gửi gắm không? Em muốn cùng bạn đi cả cung đường sau này. À, rồi mời em xem những cung đường mà anh ấy sẽ có thể đưa em đi nếu như em về đội của anh ấy. Coi đi em. Đừng có coi qua cái tấm hình anh ở truồng tắm mưa nha. Không dạ. Có chị. Có không? Có cái hình nào bậy bạ chấm không? Không có chị. Rồi. Còn gì nữa không? Trong số cái hình này, hình áo cưới thì bạn thích cái nào nhất? À, thích cái nào nhất có thể chọn trong không? Cái hình là hình màu ạ. Có hai hình thôi đúng không? Bốn hình. À, còn bốn hình. Đọc, được không? Ồ,
cưới, một cái đuôi rất là dài. Chọn sẵn luôn rồi đó hả? Bốn bộ. Wow, wow. Vậy là cái gu anh này là cái gu gọi là lộng lẫy, xòe ra ha. Được rồi, hy vọng rằng là bạn gái sẽ có cơ hội đi cùng chàng trai đến những nẻo đường trên đất nước, có thể mặc được một chiếc váy cưới rất là xinh xắn. Nhưng bây giờ là thời khắc quan trọng, mời hai bạn hãy đặt tay vào cái nút bấm này. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Một, hai, ba. Wow. Từ giờ phút này hai bạn là chính thức tìm hiểu nhau. Nhưng mà chị Tường khuyên là bạn nam phải tự tin lên, phải mạnh mẽ lên. Có thể hôm nay gặp chị Tường hơi rung, nhưng mà mấy mốt hai người là không có rung vậy nữa nha. Rồi, qua mạnh dạn nắm tay bạn gái coi. Tay em hơi lạnh. Đúng rồi, tay em hơi lạnh. Người phụ nữ tay lạnh là người phụ nữ đang thiếu thốn tình cảm. Đứng lên đi cưng. Hồi nãy chị dắt tay cô gái vô là thấy cô đã lạnh rồi. Rồi bây giờ nó ấm chưa? Gì mà bấu chặt dữ vậy? Trời ơi trời, cho máu huyết người ta lưu thông nữa chứ. Để cho bạn ấy bớt rung à, bớt lạnh. Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn chiếc vé xem phim. Thì các bạn có thể đến xem phim tại cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Cẩn thận có cái vụ hung nữa nha. Hung ở trong rạp phim đó nha. Đó là một không gian lãng mạn, các bạn hãy lựa chọn những bộ phim mình yêu thích. Và ngoài ra thì Tường còn gửi tặng cho hai bạn một cái voucher giảm giá 30% tại hệ thống nhà hàng Aori Ramen. Đến đây là một cái không gian rất là lãng mạn để hai bạn có thể vừa ăn uống vừa hẹn hò trò chuyện với nhau. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình.